Xin chào quý vị, sau đợt mưa do bão số 12 gây ra thì ngày hôm nay các tỉnh thành khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên lại sẽ đón một đợt mưa lớn khác trên diện rộng với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to. Mưa vẫn sẽ tập trung ở các tỉnh khu vực từ Huế trở vào cho đến Phú Yên, từ nay kéo dài đến ngày mùng 7, tức là ngày thứ 3 tuần sau, nên sẽ tiếp tục gây trở ngại đến các hoạt động giao thông và các hoạt động dân sinh. Còn ở khu vực các tỉnh thành từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay thì mưa sẽ giảm hơn về cường độ, nhưng vẫn sẽ có những điểm xuất hiện mưa vừa mưa to, nên người dân khu vực này cũng cần phải hết sức lưu ý. Do mưa lớn kéo dài nên trên các sông khu vực từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì mực nước trên các sông khu vực từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến lên mức là báo động 2 và báo động 3. Khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận lên mức là báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Trên các sông suối nhỏ lên trên báo động 3. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của chiều cường, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh. Đến ngày mùng 6, ngày mùng 7 tháng 11 thì mực nước trên sông Tiền ở tại Tân Châu lên mức là 3m, dưới báo động 1,05m. Trên sông Hậu ở tại Châu Đốc là 2,8m, dưới báo động 1,02m. Tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1 cho đến 0,3m. Trên sông Sài Gòn ở tại Phú An khả năng đạt tới mức lịch sử là 1,68m, trên mức báo động 3 là 0,18m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và chiều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Các tỉnh thành miền Bắc ngày hôm nay thời tiết cũng sẽ có đôi chút biến chuyển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên thời tiết ở các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây hơn và sẽ có mưa, mưa rào rải rác tập trung ở tại khu vực ven biển và đồng bằng, nên nhiệt độ ở tại khu vực cũng giảm đáng kể. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thời tiết ở tại khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng có đôi chút biến chuyển. Trời chuyển nhiều mây hơn và mưa có khả năng xuất hiện trên địa bàn thành phố, làm độ ẩm không khí tăng hơn, cảm giác hanh khô khó chịu như những ngày trước giảm đáng kể. Nên nhiệt độ ở tại thành phố cũng sẽ giảm hơn, sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ chỉ từ 17 đến 19 độ. Ngay cả vào ban ngày, nhiệt độ tại thành phố cũng chỉ dao động từ 22 đến 24 độ. Cùng chung xu thế thời tiết với thủ đô Hà Nội, thành phố Cảng Hải Phòng, hôm nay trời cũng nhiều mây hơn và mưa cũng có khả năng xuất hiện, gây trở ngại đến các hoạt động bốc xếp hàng hóa tại các bến cảng cũng như các hoạt động thường nhật của người dân thành phố. Biên độ nhiệt ở tại thành phố ngày hôm nay được dự báo chỉ dao động từ 17 cho đến 23 độ. Đó là trên đất liền, thời tiết trên biển cũng không mấy thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, bà con ngư dân cần phải lưu ý. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, nơi không phải là tâm điểm của đợt mưa lớn trong những ngày tới của khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, ngày hôm nay ở tại thành phố Vinh, trời cũng chuyển nhiều mây hơn và mưa cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trên địa bàn thành phố, nên cũng sẽ phần nào gây trở ngại đến các hoạt động dân sinh, nên người dân nơi đây cũng cần phải hết sức lưu ý. Nằm trong khu vực tâm điểm của đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ngày hôm nay và ngày mai, thành phố Đà Nẵng được dự báo là sẽ tiếp tục có mưa lớn với mưa vừa mưa to đến rất to, gây trở ngại đến các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại thành phố từ ngày thứ hai tuần tới. Sau mưa lớn kéo dài, tại các khu vực vùng trũng thấp trên địa bàn thành phố có thể xảy ra tình trạng ngập lụt, nên người dân cũng cần phải hết sức lưu ý. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở tại thành phố được dự báo là dao động trong khoảng từ 23 cho đến 27 độ, độ ẩm thường xuyên trên 90%. Nằm trong vùng ảnh hưởng, vùng thời tiết xấu suy yếu từ cơn bão số 12, thành phố Đà Lạt ngày hôm nay vẫn tiếp tục có mưa và không loại trừ khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, làm ảnh hưởng đến các hoạt động tham quan du lịch của du khách trong ngày Chủ nhật cuối tuần này. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở tại thành phố dao động từ 17 cho đến 23 độ. Các tỉnh thành thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông cùng với khả năng xảy ra tố lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của chiều cường nên tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc khu vực thành phố có khả năng xảy ra ngập lụt sâu. Người dân khu vực này cần phải hết sức lưu ý. Nền nhiệt độ tại thành phố cũng không biến đổi nhiều so với 24 giờ trước. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 30 cho đến 32 độ, với đêm giảm xuống còn 24 đến 26 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.